Nội dung đầu tiên, các vận động viên sẽ thực hiện phần trình diễn cơ thể tự nhiên mặt trước và mặt sau. Phần trình diễn cơ thể tự nhiên mặt trước bắt đầu. Một. Hey, bụng vô này. Ok, xuống. Chặt vô. Đến xin nơi, cố lên. Đẹp quá, Phương ơi. Thôi. Mời các vận động viên cùng xoay người về phía sau. Phần trình diễn cơ thể tự nhiên mặt sau bắt đầu. Xếp cái đùi lại đúng rồi. Rồi giữ đi. Đây giữ luôn rồi hết luôn. Cố lên giữ luôn. Thôi. Mời các vận động viên trở lại vị trí ban đầu. Mời trọng tài tiếp tục hoán đổi vị trí cho các vận động viên. Nội dung tiếp theo các vận động viên sẽ thực hiện bài quy định gồm 7 tư thế. Tư thế thứ nhất bắt đầu. Giữ bụng luôn. Giữ luôn bạn ơi. Thank you.
Thank you.